Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Bố thí Ba La Mật Đa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa bố thí Ba La Mật Đa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa tịnh giới cho đến bát nhã Ba La Mật Đa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của bố thí Ba La Mật Đa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã Ba La Mật Đa đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bố thí Ba La Mật Đa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã Ba La Mật Đa có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp không nội đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp không nội có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp không nội đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp không nội có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không, Thiện Hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của